Giá vàng hôm nay ngày 30 tháng 12 trên thị trường thế giới giao dịch ở mức cao, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng giảm liên tục, giá xăng dầu thế giới cũng đi lên, còn giá USD quốc tế có xu hướng hồi phục. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Chốt phiên giao dịch ngày 29 tháng 12, giá vàng miếng 9.999 của SJC tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 73 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 76 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng miếng 4 số 9 của SJC được niêm yết tại Hà Nội ở chiều mua vào ở mức 73 triệu đồng mỗi lượng và bán ra là 76,2 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC giao dịch tại Doji tại Hà Nội kết phiên ngày 29 tháng 12 ở mức 70 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra là 76 triệu đồng lượng. Giá vàng quốc tế giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 21 giờ 53 phút ngày 29 tháng 12 giờ Việt Nam ở mức 2063,5 đô la một ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn ở mức 2070,2 đô la mỗi ounce. Giá vàng hôm nay ngày 30 tháng 12 trên thị trường thế giới giao dịch ở mức cao, chênh lệch giữa mua và bán của giá vàng trong nước lên tới 6 triệu đồng mỗi lượng. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 29 tháng 12 ở mức 23.866 đồng mỗi đô, giảm 38 đồng so với phiên trước đó. Giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 29 tháng 12 vẫn giảm, được niêm yết cuối phiên quanh mức 24.050 đến 24.420 đồng USD mua vào bán ra. Giá xăng dầu hôm nay ngày 30 tháng 12 trên thị trường quốc tế đi lên do tồn kho dầu của Mỹ bất ngờ giảm mạnh và đồng USD suy yếu hơn. Ở thị trường trong nước, giá xăng E5 giảm xuống mức 21.180 đồng mỗi lít, giá xăng RON 95 giữ nguyên ở mức 22.140 đồng một lít, trong khi giá dầu diesel tăng lên 19.780 đồng một lít, còn giá dầu hỏa giảm về 20.450 đồng một lít. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Theo đó, tại kênh gạo chợ ở An Cư, Cái Bè, Tiền Giang giá gạo nguyên liệu O18, Đài Thơm 8 giao động quanh mức 14.200 đến 14.400 đồng mỗi kg, gạo nguyên liệu OM5451 duy trì ở mức 13.900 đến 14.000 đồng mỗi kg. Gạo nguyên liệu IG504 Việt ở mức 13.100 đến 13.150 đồng mỗi kg, gạo nguyên liệu OM380 giao động quanh mốc 12.900 đến 13.000 đồng kg. Với lúa, thì giá lúa Đài Thơm 8 duy trì quanh mốc 9.600 đến 9.800 đồng mỗi kg, OM18 ở mức 9.600 đến 9.800 đồng mỗi kg, OM5451 ở mức 9.500 đến 9.700 đồng mỗi kg. Nàng hoa chín duy trì ổn định ở mức 9.500 đến 9.600 đồng mỗi kg, lúa OM380 giao động quanh mốc 8.600 đến 8.800 đồng mỗi kg, lúa IG504 giao động quanh mốc 8.900 đến 9.100 đồng kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé! Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.